Thank you.
Bài trích thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cusco. Thưa anh em, khi ta đang chế chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng mẹ bán thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta sẽ cùng một bánh ấy. Nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Đó là lời Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Kính thưa công đoàn phụ vụ, tiếp nối ý tưởng của cha chủ tế, tôi cũng xin cầu chúc cho tuần chầu giáo xứ Ba Lan, cầu chúc cho cha hạt cũng là cha xứ, quý cha phó, quý thầy, quý sơ và công đoàn dân Chúa giáo xứ Ba Lan có được niềm vui, bình an và ơn Chúa trong tuần chầu, không những cho Ba Lan mà còn cho cả giáo phận nữa. Lúc nãy thì tôi thấy vỗ tay hơi bé, nên bây giờ xin anh chị em cũng vỗ một tràng pháo tay nữa để chúc mừng. Và
Và cái đề tài để chúng ta nói về thánh thể thì anh chị em biết là nghe nhiều rồi, còn hiểu thì đó là tùy, còn phải có ơn của Chúa Thánh Thần nữa. Nhưng mà hôm nay thì tôi muốn chia sẻ một ý trong ba ý mà Công đồng Vatican II đã xác định lại bí tích thánh thể trong triều kích. Hôm nay tôi sẽ nói với anh chị em, đó là cái triều kích làm mới lại cái tương quan mà Chúa Giêsu đã thiết lập giữa Thiên Chúa và con người qua bí tích thánh thể. Như anh chị em biết, con người của chúng ta nó ôm ấp ở nơi mình một cái sự khát vọng, mà cái khát vọng sâu xa đó là đi tìm một cái nguồn sống, đi tìm một cái niềm vui, đi tìm cái nguồn hạnh phúc đích thực. Mà người đời thì người ta chỉ thỏa mãn với những cái gì đạt được, nhìn thấy được và đụng chạm được. Với người Kitô hữu chúng ta, cái khát vọng để chúng ta đạt được nó phải đi xa hơn, xa hơn người đời, đó là đụng chạm đến hạnh phúc đích thực, sự sống đời đời. Mà điều đó chỉ có ở trong nguồn, đó là bí tích thánh thể. Và như ở trong Hiến chế Lumen Gentium số 21 ấy, thì có nói tới vấn đề là bí tích thánh thể là nguồn mạch và là đỉnh cao của đời sống giáo hội. Và trong giáo lý của Giáo hội Công giáo số 1407 ấy, thì cái nguồn mạch của bí tích thánh thể là cái nguồn để ban phát những cái ơn này, những cái ơn khác trong đời sống đức tin của Kitô hữu chúng ta. Nhưng mà vì chúng ta cũng có những cái mà đời thường của chúng ta không cảm nhận hết, hay là nói một cách nôm na là hiểu chưa hết về cái nguồn mạch và cái tột đỉnh, cái đỉnh cao của bí tích thánh thể, cho nên có thể chúng ta cũng bị sai lệch. Thì cho đến năm 1965 thì giáo hội sẽ ra một cái tông thư nữa, đó là mầu nhiệm đức tin, Mysterium Fidei, tức là mầu nhiệm đức tin. Những cái ơn mà chúng ta nhận được, hết ơn này đến ơn khác, nhưng mà chúng ta không có nhận ra được ngay trong cái sự cảm nhận của con người. Và đôi khi chúng ta hay bỏ qua điều đó, mà chúng ta cứ mặc nhiên với nhau, đó là của con người với con người, và chúng ta đi qua với nhau, lời nói với nhau, trao đổi với nhau, và chúng ta nhận được thì đó là của con người với nhau. Chúng ta không có đi xa hơn là Chúa ban cho chúng ta như thế. Cho nên chúng ta hay lệ thuộc nhau, và lệ thuộc nhau trong cuộc sống thì chúng ta phải chịu sự ninh thần nhau. Cho nên cái mầu nhiệm đức tin là khẳng định lại là có những cái ơn chúng ta chưa kịp nhận ra, chúng ta chưa kịp cảm nhận điều đó một cách sâu xa, thì chúng ta phải đưa vào trong kho tàng đức tin. Trong kho tàng đức tin, Fidei Depositum, tức là trong kho tàng đức tin. Để chính trong kho tàng đức tin thì cái nguồn mạch để mà ban phát những cái ơn này ơn kia, chúng ta phải quy về đường hướng của Hội Thánh. Còn nếu không là chúng ta dễ bị vấp ngã vì những cái điều mà con người sống, nhất là ngày hôm nay anh chị em thấy là chúng ta đang đối diện với một cái khoa học hiện đại, rồi thế giới đang chuyển mình. Ngay như Việt Nam của chúng ta thì đang di chuyển từ xã hội chủ nghĩa sang tư bản hóa, cho nên cuộc sống của chúng ta thì nó dễ kiếm được đồng tiền, dễ kiếm được miếng cơm manh áo, và đôi khi chúng ta lệ thuộc về điều đó. Và khi chúng ta có được điều đó rồi thì chúng ta không còn nghĩ để đi xa hơn nữa, và thậm chí là nghĩ đến cái vấn đề là Chúa có thực sự hiện diện ra hay không, hay là trong cuộc sống của mình có cần tới Chúa hay không, hay là chỉ cần miếng cơm manh áo rồi nhà cao rồi xe nhà lầu xe hơi là đủ rồi. Cho nên chúng ta bị rơi vào cái trường hợp như thế. Rồi anh xem cũng thấy là gần đây thì chúng ta hay đối diện với những cái vấn đề vô thần, hay là vấn đề ta gọi là những cái vấn đề liên quan đến tôn giáo mà lại là tôn giáo bạn.
Cho nên chúng ta thấy là có những trường hợp ở trong công đoàn của chúng ta cũng dễ bị mắc và dễ bị rơi vào cái cạm bẫy đó. Có nghĩa là chúng ta lại có những em bây giờ nó rơi vào cái Đức Chúa Trời Mẹ, Đức Chúa Trời Cha hay là cái sứ điệp từ trời ấy, về nhà nói bố mẹ là bây giờ con mới nhận ra đây là đạo thần. Nhưng mà cái xem đó chỉ là một trong những cái hệ phái của đạo Tin Lành. Và đạo Tin Lành là đạo ly khai từ đạo Công Giáo của chúng ta vào thế kỷ 15, 16. Cho nên họ là đạo ly khai từ trong giáo hội Công Giáo của chúng ta. Thì bây giờ mình nói là đạo thật hay đạo giả, cái vấn đề là mình có trở về cái nguồn, và cái nguồn của mình thực sự ban phát cái ơn này ơn kia mình có nhận ra được hay không. Mà mình không nhận ra thì mình dễ bị vấp ngã vì những cái tin này, những cái thuyết kia, rồi những cái giáo lý mới, rồi là dẫn đến cái chỗ gọi là ly khai. Và sở dĩ vì cái hệ phái hay là đạo Tin Lành nó khác với chúng ta là cái chỗ là không có nằm trong cái kho tàng đức tin như chúng ta, mà họ chỉ có là duy Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh, nghĩ về Kinh Thánh, sống Kinh Thánh và nói Kinh Thánh trong kiểu con người nghĩ thế nào thì hãy nói như vậy. Chứ không nói như chúng ta là muốn nói về lời Chúa, muốn đọc một đoạn về lời Chúa thì phải cầu nguyện để xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta, để chúng ta dùng ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy để lý trí của chúng ta cảm nhận được cái điều đó là đúng hay là sai. Cho nên đôi khi con người của chúng ta thì nó hay dễ bị rơi vào cái chỗ gọi là khô khan, hoặc là không có đi sâu vào trong cái chỗ là tương quan với Thánh Thần. Và từ cái chỗ đó làm cho chúng ta thấy là chúng ta cũng dễ bị vấp ngã. Rồi chúng ta thấy đó, như trong bài đọc thứ nhất nói về cái vấn đề Môsê, nói về cái câu chuyện gọi là đi vào trong sa mạc, rồi dân chúng thì cứ đòi ăn mana. Và anh chị em biết là đi vào trong sa mạc lâu đày của dân cho hái ngày xưa 40 năm cũng không có ngắn, và thực ra thì cũng không có dài, qua lắm thì cũng chỉ là nửa đời người. Nhưng mà cái điều mà chúng ta nghĩ đến giáo hội, nghĩ đến nguồn mạch của bí tích thánh thể, chúng ta muốn làm mới lại cái tương quan của chúng ta, thì chúng ta lại nghĩ là chúng ta có thể đòi hỏi cho riêng mình, hay là chúng ta phải đọc ý của Chúa. Thực sự là người Do Thái, người ta cứ nghĩ là người ta đang được ăn no nê, và bây giờ tự nhiên đưa người ta đi vào trong sa mạc, đưa người ta đi vào trong đất hứa, và người ta cứ phải sống trong cái sự thiếu thốn. Rồi người ta cứ đòi hỏi là phải cho chúng tôi ăn. Cuối cùng thì chúng ta biết tại sao phải có bánh manna, là cái bánh ăn, phải ăn để sống và sống qua ngày, chứ không phải là sống đời đời. Nhưng mà vì cái sự khát khao của con người chỉ nhìn thấy cái đói của cái dạ dày, chứ không phải là cái đói của sự thiêng liêng. Cho nên chúng ta biết đó, thậm chí họ nghĩ đến là phải thủ tiêu cái ông Môsê đi để dựng lên một cái ông khác và đưa chúng tôi trở về với cái nguồn đất của chúng tôi, về quê hương của chúng tôi để chúng tôi được ăn. Nếu phải chết thì cũng phải chết trong cái sự gọi là làm ma no, chứ không phải đi vào trong đất hứa, vào trong sa mạc ở như thế rồi làm ma đói. Thì bây giờ vào đi trong sa mạc thì phải đọc ý Chúa, là ở cái chỗ là ở trong sa mạc mình phải đôi tâm hóa ý của Chúa. Vào trong sa mạc là mình phải thì thầm để ngẫm được cái sứ điệp và ý của Chúa trong tâm hồn của mình, để mà mình khát vọng là không phải chỉ sống bằng cái bánh manna, mà là phải sống bằng chính cái sự thiêng liêng cao cả cho đời sau nữa, mà chúng ta gọi là bí tích thánh thể, nuôi dưỡng đời này và đời sau, nuôi dưỡng cả đời sống linh hồn của chúng ta là thế. Cho nên chúng ta thấy là nếu cứ nghĩ lại những cái giáo huấn cũ thì chúng ta chỉ nghĩ một điều, phải trung thành trong sự kiên nhẫn. Nếu chúng ta chưa cảm nhận được ơn của Chúa thì chúng ta phải cố gắng để dành thời gian và cảm nhận cái điều đó thật sâu xa. Mỗi lần chúng ta nghĩ đến thánh thể, mỗi lần chúng ta rước thánh lễ, rước thánh thể đi tham dự thánh lễ, chúng ta phải đặt cái tâm hồn để chúng ta thiết lập cái tương quan với thánh thể của Chúa một cách sâu xa. Còn nếu không là chúng ta cũng dễ bị vấp ngã. Rồi ngay trong bài học thứ hai đúng vậy, Thánh Phaolô muốn nói là tôi sống không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống ở trong tôi. Làm thế nào để chúng ta làm cho cái tương quan mà Chúa Giêsu đã thiết lập để giữa chúng ta với Chúa nó không phải là mới, mà nó sâu hơn, nó chặt chẽ hơn, và nó nói đến cái sự hiệp thông duy nhất hơn. Cho nên ngày hôm nay thì có những người rước lễ thì cứ đòi là phải rước lễ bằng miệng chứ không chịu bằng tay. Thực sự ra thì giáo hội cũng đã có những cái tập huấn nói về cái vấn đề bí tích thánh thể, là rước lễ bằng miệng hay bằng tay đều được và đều tốt.
Nhưng mà vì ảnh hưởng cái nhóm sự việc nhiều trời hệ phái của Tin Lành, người ta cứ nghĩ đến cái chuyện gọi là thần sao thì trong Tin Lành nó không phải là bí tích thánh thể, nó chỉ là bữa tiệc ly, bữa bẻ bánh thôi. Nhưng mà vì lẫn lộn giữa hai cái tư tưởng Công giáo và Tin Lành, cho nên người Kitô giáo của chúng ta lại bị vấp ngã là đòi hỏi về trước lễ bằng miệng chứ không bằng tay. Là vì bằng miệng là sạch, còn bằng tay là bẩn, tay làm nhiều chuyện bẩn. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa nói rồi, bên trong nó ra thì mới là xấu, còn bên ngoài nó vào thì không có xấu. Cho nên cái việc rước lễ bằng miệng hay bằng tay, thực ra xã hội vẫn cho phép cả hai đều tốt đều đẹp. Nhưng cái điều quan trọng sâu xa ở bên trong đó là tâm hồn của mình, cái khát vọng của mình, cái ước ao để đón Chúa vào trong mình phải có một tâm hồn. Mà cái tâm hồn đó là phải một tâm hồn thánh thiện, chân thành, trung thành à, chứ không phải là mình cứ lên để lấy được. Rồi cũng không phải vì như thế mà cứ đòi hỏi, giống như là vì ảnh hưởng như thế cho nên là gần đây thì Nội đồng giám mục cũng nói đến vấn đề là đã vậy thì thống nhất cho rước lễ bằng tay để không có ảnh hưởng bởi những cái người đòi hỏi cứ phải là rước lễ bằng miệng. Thế bây giờ nếu anh chị em lên rước lễ bằng miệng thì người ta trong đầu của các cha cứ nghĩ là không biết là họ là người đi đọc cái sứ điệp từ trời, rồi là nghĩ chuyện chết, rồi nghĩ đến cái chuyện là ảnh hưởng đến cái vấn đề mầu nhiệm đức tin hay chăng, thì tự nhiên là muốn đòi hỏi rước lễ bằng tay. Và cứ như thế cái tâm hồn của mình là chính. Còn cái chuyện mà chúng ta thấy là ở cái bàn tay Chúa Thánh Thần sẽ thanh tẩy, và lập tức khi chúng ta rước lễ và lên rước lễ, chúng ta cần cái tâm hồn. Còn bàn tay của chúng ta, Chúa Thánh Thần thánh hóa ngay lập tức và sẽ làm cho cái điều đó trở nên trong sạch. Chúng ta phải tin, và tin tưởng như thế thì chúng ta sống đức tin mới cảm nhận được cái mầu nhiệm sâu xa ở trong cái kho tàng đức tin của Hội Thánh Công Giáo. Rồi anh xem cũng thấy đó, nhất là các em, tôi thấy lúc nãy em nhỏ nhỏ anh quay chứ. Ở đây thì tôi cũng thấy là mỗi lần rước lễ mà các em hay lên rước lễ, mà kể cả người lớn cũng thế, nhiều khi mình rước lễ là mình cứ phải xô đẩy, mình lên rước lễ là mình phải cố gắng làm sao để mà rước càng nhanh xuống càng nhanh, hay là mình lên mình cứ xô đẩy rồi mình cứ làm lộn xộn không có trật tự, rồi mình không có đặt cái tâm hồn, cái tương quan của mình rước lễ một cách sốt sắng, mà mình cứ xô đẩy để làm thế nào để mình rước lễ xuống càng nhanh càng tốt. Nhưng mà nó không muốn tốt, trước sau cũng sẽ được rước lễ. Nếu chúng ta có một tâm hồn khát vọng để chúng ta đi tìm một cái niềm vui và sự sống, thì chúng ta cứ từ từ, rồi cơm cũng sẽ nhường, cháu cũng sẽ nhường, mà sẽ đến. Cho nên chúng ta không có nóng vô trong cái chuyện đó để rồi tranh nhau, xô đẩy nhau. Và chúng ta cũng biết là khi mình đặt cái tương quan như vậy thì mình phải luôn luôn tin tưởng Chúa Giêsu nói rồi. Bây giờ ai ăn thì tôi uống, máu tôi thì có sự sống, là đời mãi, không ai thì cũng sự sống. Anh xem ví dụ như là mỗi lần có những cái đại lễ lớn thì hay thông báo là những ai không cùng tôn giáo thì xin vui lòng không có rước bánh cũng phải, không có rước thánh thể. Vì đó là những ai có niềm tin. Thực ra thì anh xem biết là nếu lên rước lễ thì chúng ta phải có niềm tin. Và cái niềm tin và đón nhận thì đó là cái điểm để ở trong tông huấn có nói tới cái điều đó khi mà chúng ta lên rước Chúa. Thì anh chị em cũng biết là nếu mà chúng ta không có niềm tin thì khi chúng ta lên giống như những người lương dân cầm được cái mình thấy Chúa vào tay thì lúc đó nó chỉ là bánh bình thường, chỉ là bánh mì thôi, chứ không phải là mình thấy Chúa. Còn những ai lên rước lễ phải có một cái tâm hồn, phải có một niềm tin sâu xa, thì chính lúc đó bánh sẽ trở thành mình thánh. Và vào thế kỷ thứ 8 thì anh chị em biết là cũng vì cái sự gọi là người này người kia, rồi nghi ngờ người ngoài, người không cùng tôn giáo, rồi cứ lung đủ vấn đề là lên rước bánh hay là lên rước bình Chúa, mà lại tại sao lại nói ăn thịt và uống máu tôi, thì như thế thì con người làm sao mà tin được. Thì bên khoa học và khảo cổ người ta đã phải nghiên cứu để nói là đưa cái rượu đó và đưa cái bánh đó trước khi làm phép và sau khi làm phép, và tới 500 lần để khảo cứu, thì cuối cùng người ta phải trả lời là bánh này đúng là thịt với Chúa Giêsu ngày xưa trong khăn, máu này đúng là máu cùng với cái dòng máu của Chúa Giêsu trong khăn liệm. Và từ đó cho tôi khẳng định là cái niềm tin đó là một sự biến đổi, ta gọi là biến thể. Thì chúng ta cũng vậy, dùng niềm tin để chúng ta tin tưởng, và khi chúng ta tin thì cái điều mà mầu nhiệm của ơn thánh trong bí tích thánh thể sẽ mang lại hiệu quả cho chúng ta. Cho nên tuần châu chúng ta có dịp để nghĩ lại cái chiều kích tương quan của chúng ta với Chúa. Ngày hôm nay nói như Đức Giáo Hoàng Francisco mà nói trong cái tâm huấn gọi là Đức Kitô hàng sống đấy, thì nó rơi vào cái vấn đề là dễ vô thần, mà vô thần ngày hôm nay gọi là vô thần tục hóa, thì nó nằm ngay trong cộng đoàn của chúng ta, có nghĩa là không có đi lễ nhưng mà vẫn tin vào Chúa, và thậm chí bỏ lễ một cách ngang nhiên mà không nghĩ về tội, thì cái điều đó gọi là vô thần tục hóa. Tin Chúa nhưng mà lại không có đi lễ,
không có tham dự vào các cái mầu nhiệm thánh và các bí tích thường xuyên thì đó là mất ơn Chúa là một chuyện, nhưng mà lại phạm cái tội đánh mất đi cái sự tương quan với Chúa. Vậy thì tuần châu chúng ta đặt lại cái tương quan mật thiết mà Chúa đã thiết lập giữa chúng ta với Chúa, và qua đó thì chúng ta sẽ thiết lập cái đời sống bác ái. Thì bí tính cái thay nghề chính là cái sự cái nguồn mạch bác ái để chúng ta sống với tha nhân, sống với người hàng xóm bên cạnh, để chúng ta diễn tả cái sự hiệp nhất, sự yêu thương và cái sự cho đi trong cái tình yêu quy đế của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Anh chị em, và chúng ta trở nên một với Đức Kitô trong bí tích thánh thể. Chúng ta tin tưởng với tâm tình yêu mến bí tích thánh thể một cách sâu thẳm. Chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Bí tích thánh thể là nguyên lý hiệp nhất trong hội thánh. Chúng ta hiệp lực, chúng ta cùng cầu xin cho các vị chủ chân và mọi thành phần dân Chúa được thêm lòng yêu mến và siêng năng lãnh nhận bí tích thánh thể. Để qua việc kết hiệp với Chúa Giêsu, mọi người được hiệp thông với Thiên Chúa và luôn hiệp nhất với nhau. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời Chúa. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trên thế giới khi biết tìm lương thực nuôi thể xác thì cũng biết tìm kiếm lương thực nuôi sống linh hồn nhờ bí tích mình máu Thánh Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những ai đang khát vọng đi tìm hạnh phúc nước trời biết đến với Chúa Giêsu thánh thể để được thông ban sự sống đời đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa là nguồn bình an và hạnh phúc cho mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta khi hân hoan bước vào tuần châu đền tạ luôn biết yêu mến, siêng năng đến với bí tích thánh thể và chuẩn bị thật tốt tâm hồn để mỗi khi tham dự thánh lễ đều có thể giúp Chúa một cách xứng đáng và hữu hiệu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa làm người, Chúa đã yêu thương và còn yêu thương chúng con luôn mãi. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con siêng năng kết hợp với Chúa qua bí tích thánh thể, cũng biết sẵn sàng hiến thân phục vụ Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
chúng ta về tham dự thần chầu với chỗ sáng.